hướng dẫn một cái bài điệu phốc, đó là bài Cùng Nhịp Bước của nhạc sĩ Giang Ân. Bài này chúng ta hát với dòng điệu phấn khởi cho nên là các đoàn cũng hát nhanh một tí và nó hùng hồn một tí thì đàn này chúng ta cũng chơi điệu phốc được nhá. Thì các bạn có thể, một số nơi thì phùng vù thì người ta để cái điều này thì người ta cảm thấy cũng không có phù hợp thì các bạn cũng không nên dùng. Thì nhưng mà có một số nơi thì được cho phép thì chúng ta cứ dùng cái điều này, chúng ta đều đang phục vụ cũng được. Đó là tùy vùng nhá. Ở đây mình hướng dẫn các bạn có thể đềm hát để chúng ta đềm hát chơi vui, hoặc là chúng ta đềm hát phục vụ, đấy là tùy các bạn ứng dụng. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn để intro bài này thì tôi lấy hẳn thì cái đoạn là: Này người hỡi mau lên, ta về nhà Chúa an vui, cất bước đi trong tiếng reo mừng. Lấy hẳn cái đoạn nốt bài đó luôn. Thì ở đây thì chúng ta đánh nốt, mà tuy nhiên thì các bạn thấy là tôi không chỉ đánh nốt mà tôi đánh cả hợp âm của cái nốt đó nữa. Ví dụ như này người hỡi là chắc chắn là chúng ta sẽ đánh son trường nè. Thì tôi không chỉ đánh nốt si si re mà tôi đã đánh cả hợp âm của son trường nữa là re son nữa, thì chúng ta đánh ba nốt nè. Đánh kèm cả son và si nữa này, thì nó sẽ hay hơn. Nếu còn chúng ta chỉ đánh nốt này đó, nó kiểu nó trơ trọi quá. Để bây giờ chúng ta sẽ đánh hợp âm. Ví dụ chúng ta gặp hợp âm nào thì chúng ta gặp nốt nào nằm ở cái hợp âm nào thì chúng ta đánh đúng cái hợp âm đó luôn. Này ví dụ này. Đó, tôi đánh son trường luôn này, G đánh son trường luôn. Đó, đô là đánh la thứ luôn, đánh hợp âm la thứ. Lưu ý là cái nốt đó cái nốt mà chúng ta sẽ đánh là nó phải nằm trên cùng nhá, để cho nó nổi lên, nó nổi bật lên, còn hai cái này là phải chìm xuống. Chứ chúng ta ví dụ la thứ thì không được chơi như thế này, thì nốt mi nó lên cao thì nó sẽ đè mất cái tiếng của nốt đô. Nên là nốt đô nó không rõ, là vì từ lên là nốt đô mà. Đấy, cho nên chúng ta phải đưa cái nốt đó lên đầu tiên nhá. Này người hỡi hơi là re. Re là son trường. À, chúng ta đánh như thế này chứ không được đánh như thế này. Thì nốt son nó lên đây thì nó đè mất nốt re rồi. Đấy, các bạn hiểu đúng. Thấy chưa, chúa là re 7 mà tôi đánh re trường là nó đè mất đô rồi. Đấy, chúng ta tôi sẽ phải đánh này. Đây. Lưu ý là đó, chúng ta phải chơi đúng hợp âm nha, re trường 7. Để mà chi lên đầu và son và re, đây là âm son trưởng này. Cất bước si rồi cất bước đánh giữ nguyên đánh luôn. Cất bước cái đoạn này thì chúng ta phá điều này, rồi chúng ta đánh hợp âm hẳn luôn này, re trưởng đi trong là la thứ. Chỉ cần các bạn lưu ý là cái nốt đó cứ đưa lên trên cùng là được, cái nốt của cái từ đó đưa lên trên cùng là được. Tiếng này, tiếng là si thứ này, rồi re 7 này, rồi đoạn cuối là chúng ta kết si la sol, ngắt rồi các đoạn vào. Ok, cái phần đó là phần tay phải, phần tay trái của chúng ta nhảy này, chúng ta nhảy điều phốc nhá. Nếu tay bạn nào ngắn mà khó nhảy thì chúng ta không đánh quăng vào mà chúng ta đánh một nốt cũng được. Chúng ta đánh ở phần bát ở dưới đàn, phần thấp dưới này. Đừng đánh cao quá, nó không có ra này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ dùng quãng 8 đi, tôi nhảy. Phốc thì thường là nhảy bậc 1 và bậc 5. Các bạn nhìn nha, son trưởng đây. Đây là quãng 8, đúng không? Quãng 7, quãng 6, quãng 5. Thì chúng ta sẽ nhảy 8, 5, 8, 5. Ta sẽ nhảy như thế này. Thường thường phốc sẽ nhảy như thế này. Tôi không dùng cái kiểu này thì cái bát bậc 5 thì nó hơi bị chìm hơn, nó hơi mỏng đi, thì tôi sẽ nhảy là bát 1 và 5 dưới, chuyển bậc 5 về dưới. Đây, 1 này, 5 chuyển về dưới này, son chuyển về re này,
chứ con so nó không nhảy gì ở đây. Đó. Đó, các bạn có thể là thấy là cái bát bậc năm nó hơi bị mỏng đúng không? Mà nó như thế này nó sẽ hay hơn. Đó, đó, đó chúng ta cứ nhảy như vậy, nhưng mà cái này là điều này đánh intro thì hơi khó, bởi vì cái tay này chúng ta cũng phải đánh hợp âm nữa, cho nên là các bạn phải tập trầm và tập từ từ nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ ráp hai tay vào cái phần intro nhá. Này. Chúng ta nhảy bậc 5 thì chúng ta nhảy chính xác, càng chính xác thì càng tốt, mà nhảy có sai đôi nốt thì nói chung là cũng tạm châm trước, nhưng mà chúng ta tốt nhất là nhảy cho đúng nốt nhá. Bài này sẽ có hai điều như sau. Điều thứ nhất là cái điều cái tay phải tay phải của chúng ta có thể đánh hợp âm bậc bậc một cũng được, kiểu đềm một cũng được. Đấy, son trưởng kiểu đềm một là kiểu đềm hai này, hoặc là kiểu đềm ba cũng được. Ở đây tôi chơi kiểu đềm ba, rê son chín, và ở đây tôi chơi kiểu nhiều kiểu đềm lắm. Tôi chơi kiểu đềm ba này, kiểu đềm hai cũng có này, kiểu đềm một cũng có này. Thì các bạn có thể kết hợp, hoặc nếu bạn nào quen kiểu đềm hai nha, chúng ta chỉ đềm kiểu đềm hai thôi. Đấy, C rê sharp. Còn tay trái của chúng ta tiếp tục đềm giống như khi chúng ta chơi intro. Chúng ta nhảy. Đó, 1 5 cùng nhịp bước ta đi. Đó, điều thứ nhất nhá. Điều thứ nhất này. Nha. 1 2 1 1 2 3 2. Cứ so le nhau nhá. Đấy, nhảy xuống bậc 5. Đấy, cũng dập tay phải một cái nữa. Rồi trở về. Đó. Đấy. Đó, cứ một bát. Đây, một bát này, một chén này. Đó là một bát này, một chén. Đó. Điều thứ nhất. Rồi, điều thứ hai là cái điều này. Điều này là hai chết nha. Bùng này, chát chát, chát bùng. Đó, này, bùng chát chát. Cái bát bậc 5 này chỉ một chát thôi, còn bát bậc 1 là hai chát. 1 này, 2, 3, 1, 2. Rồi về. Đó. Chúng ta ứng dụng hai điều này vào nhau. Bây giờ tôi sẽ ứng dụng vào bài này luôn. Phần điệp khúc tôi sẽ chơi kiểu điểm 1. Phần phiên khúc tôi sẽ chơi kiểu điểm 2 nha. Rồi ok, vào intro. Kết luôn là Do Si La Son này. Do Si La Son là chúng ta không đánh nốt son, chúng ta đánh hợp âm son 7 Re Fa Si này. Do Si La Son. Đó, cái bát này chúng ta đi luôn này. Son La Si Do là chuyển lên phương, từ phương là họ hát đến khắp muôn phương, là chúng ta chuyển đến nơi Do luôn này. Do Si La Son. Đó, thấy chưa? Này, lại nhá. Do Si La Son La Son. Lại lần nữa. Do Si La Son.
lại son bài, còn cái này cứ chạy. Chuyển điệu khắp muôn phương. Cũng chỉ là đô si la do cùng nhịp bước đó nha. Đô si la đến son là kết hợp âm luôn, son hai ba nha. Ok, chất khoát cái bài này chúng ta dùng tê đan đi để cho nó chủ động, chúng ta điều chỉnh cái đồ vang của cái piano nhá. Rồi một cái nhắc các bạn nữa là khi đềm cái bài này thì chúng ta cái phần tay trái ấy, chúng ta nhảy bậc 1, bậc 5 dưới, bậc 1 trên. Thế nhưng mà chỗ nào khó quá thì chúng ta có thể nhảy bậc 1 dưới, bậc 5 trên cũng được. Đấy, những cái đoạn nào mà cái tay này nó không bị vơi ấy, hoặc là cái phím đàn nó hết mất rồi thì chúng ta sẽ nhảy lên đó, 1 5 như thế này, 1 5 1 dưới 5 trên đi cho nó tiền cũng được nhá. Ok, chúc các bạn thành công. Các bạn hãy nhớ đăng ký, like, chia sẻ kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.